Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trước giờ đấu U23 Thái Lan, U23 Việt Nam nhận tin cực dữ, người hâm mộ lo sốt vó. Bộ đôi trung vệ trụ cột Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh không thể góp mặt ở trận gia quân gặp Thái Lan ở U23 châu Á 2022 ngày hôm nay. Theo nguồn tin của VN Express, sáng nay gần 10 cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ đã cho dùng thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm. Trong đó nặng nhất là Thanh Bình và Việt Anh, bộ đội trung vệ trụ cột ở SEA Games 31. Trong nhóm còn có đội phó tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Việc Thanh Bình không thể thi đấu sẽ là tổn thất lớn với U23 Việt Nam. Trung vệ 22 tuổi từng ghi ấn tượng mạnh trong màu áo Việt theo tại AFC Champions League năm 2021 nên thường xuyên được gọi lên đội tuyển. Anh chính là tác giả ban mở tỷ số của Việt Nam trong trận hòa một đều trên sân của Nhật Bản ở trận cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngày hôm qua, Thanh Bình còn được trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bình chọn là một trong 8 cầu thủ đáng xem nhất của giải U23 châu Á năm nay. Trong khi đó, Việt Anh từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020 và được gọi lên đội tuyển từ năm 2021. Cùng Thanh Bình, anh hợp tác thành bộ đôi trung vệ thép giúp Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31 mà không nhận bàn thua nào. Trước khi sang Uzbekistan, Việt Anh được huấn luyện viên Gong Okyun chọn làm đội trưởng. Trước tình huống đột xuất này, huấn luyện viên Gong nhiều khả năng phải bố trí lương duy cương đá chính ở trung tâm hàng phòng ngự. Một số cầu thủ khác thi đấu trong tình trạng không thực sự khỏe mạnh. 5 năm bất lực của người Thái trước U23 Việt Nam Trước khi tái đấu ở U23 châu Á năm 2022 tối nay ngày 2 tháng 6, U23 Việt Nam đang có 5 chiến thắng và một trận hòa trước Thái Lan kể từ sau SEA Games năm 2017. Lần gần nhất U23 Thái Lan thắng Việt Nam trong một giải đấu chính thức là từ năm 2017. Ở trận cuối vòng bảng SEA Games 29, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng để thua U23 Thái Lan 0-3, qua đó lỡ cơ hội vào bán kết. Sau giải này Hữu Thắng từ chức, còn U23 Việt Nam đón huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park đã mở ra trang sử mới cho U23 Việt Nam trước Thái Lan. Trận đấu đầu tiên giữa đôi bên là chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam ở giải giao hữu M150 Cup vào cuối năm 2017, trước khi lứa công phượng Xuân Trường gây địa chấn châu Á với ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Năm 2019, U23 Việt Nam của ông Park gặp Thái Lan lần thứ hai ở vòng loại U23 châu Á 2020. Với lực lượng rất mạnh, U23 Thái Lan vẫn bất ngờ chịu thất bại 0-4 ở Mỹ Đình. Thất bại này được xem như là cú đấm choáng váng với bóng đá Thái Lan là nguyên nhân lớn khiến huấn luyện viên trưởng Alexander Gama từ chức sau đó. Tới cuối năm 2019, U23 Việt Nam gặp lại U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 30. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên lừng danh Akira Nishino, U23 Thái Lan thi đấu khá tốt và hai lần dẫn trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park đã thi đấu bản lĩnh và giành được kết quả hòa, gián tiếp khiến voi chiến bị loại ngay vòng bảng. Tháng 3 năm 2022, U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á. U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã thắng 2 trận với cùng tỷ số 1-0 trước U23 Thái Lan, có nòng cốt là các cầu thủ U19 ở cả trong vòng bảng lẫn trận chung kết để lên ngôi vô địch. Duyên nợ giữa đôi bên vẫn chưa hết. Tới tháng 5, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan lại có dịp tái ngộ ở chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Lần này U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park đã đánh bại Thái Lan của Alexander Poking và bảo vệ thành công huy chương vàng. Với 5 chiến thắng và một trận hòa, Việt Nam đang cho thấy sự vượt trội so với Thái Lan ở cấp độ U23. Ngoài mạch bất bại trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam còn sở hữu chuỗi 22 trận bất bại trước các đối thủ Đông Nam Á với 20 trận thắng, 2 hòa. Thái Lan và Malaysia, đối thủ chính của Việt Nam ở vòng bảng U23 châu Á 2022 cũng tới từ Đông Nam Á. Sau SEA Games 31, voi chiến đã được tăng cường sức mạnh bằng nguồn lực thái kiều. Chiều ngược lại, việc không có cầu thủ mang dòng máu châu Âu hay thi đấu ở nước ngoài là điều thiệt thòi của U23 Việt Nam so với đối thủ. Bản thân U23 Thái Lan rất khát khao đòi lại món nợ trước U23 Việt Nam sau chung kết SEA Games 31. Người Thái cũng đặt mục tiêu đi xa hơn so với lần bị loại trước Ả Rập Xê Út ở tứ kết U23 châu Á năm 2020. Do trung bảng với đương kim vô địch Hàn Quốc, U23 Việt Nam và Thái Lan đều hiểu họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại đối thủ chính trong trận cầu diễn ra vào 22 giờ tối nay theo giờ Hà Nội. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh muốn chiếm vị trí của Tiến Linh, Tuấn Hải còn phải nỗ lực nhiều. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh đánh giá cao màn trình diễn của Tuấn Hải ở trận gặp Afghanistan và mong chờ tương lai sáng lạn của cầu thủ này trong màu áo tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam đã có trận đấu khá suôn sẻ trước Afghanistan, Hai tình huống lập công của Tuấn Hải đã giúp học trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành thắng lợi với tỷ số 2-0. Về phía huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, ông thể hiện sự hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Afghanistan. Chiến lược gia xứ nghệ nói với chúng tôi. Sau 5 năm, đội tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu trên sân thống nhất. Phải nói rằng tinh thần của các cầu thủ trong trận này rất tốt. Họ tuân thủ sơ đồ chiến thuật do huấn luyện viên Park đề ra, hàng thủ không để xảy ra quá nhiều tình huống đáng lo ngại. Lối đá của tuyển Việt Nam tương đối chặt chẽ, gắn kết với nhau nói chung mọi thứ khá ổn với thầy chó, huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận cầu này. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của Tuấn Hải trong trận đấu này. Cậu huấn luyện viên sông Lam Nghệ An dành nhiều lời khen cho chân sút sinh năm 1998. Tuấn Hải thi đấu rất trách nhiệm trong trận đấu tối nay. Cậu ấy bắt đầu cho thấy sự ăn ý với các đồng đội trên đội tuyển quốc gia. Mặc dù Tuấn Hải có ít thời gian tập trung cùng tuyển Việt Nam trong thời gian qua, nhưng mọi thứ thể hiện tới hiện tại cũng là rất tốt. Nếu cứ tiếp tục phong độ như hiện tại, Tuấn Hải sẽ là một trong những vị trí tốt của tuyển Việt Nam. Nhưng muốn chiếm xuất đá chính của Tiến Linh còn phụ thuộc vào sự phấn đấu của Tuấn Hải, cậu ấy phải nỗ lực rất nhiều đấy. Đến giờ phút này Tuấn Hải vẫn đang cho thấy sự tích cực, việc ghi được hai bàn thắng trước Afghanistan là bước điểm tốt để cầu thủ này có thể tiến xa hơn, nhưng nếu Tuấn Hải không có cố gắng, cầu thủ này không thể vươn lên được đỉnh cao đâu. Một gương mặt khác cũng để lại nhiều cảm xúc tích cực cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh chính là Văn Lâm. Đã từ rất lâu rồi Văn Lâm mới lại được bắt chính trong màu áo tuyển Việt Nam, nhưng anh vẫn thể hiện phong độ tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nhận xét về Văn Lâm, đã từ rất lâu rồi Văn Lâm mới lại được bắt chính trong màu áo tuyển Việt Nam, nhưng anh vẫn thể hiện phong độ tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nhận xét về Văn Lâm. Văn Lâm cho thấy khả năng ra vào tốt, chuẩn xác hơn so với trước đây. Thủ môn này còn có những tình huống cứu thua ấn tượng, qua đó bảo toàn mảnh lưới cho tuyển Việt Nam. Nhưng Văn Lâm sẽ còn cần phấn đấu nhiều để lấy lại suất bắt chính trong màu áo tuyển Việt Nam. Văn Lâm ra vào tốt rồi, nhưng vẫn cần nhanh nhẹn hơn. Dù thời gian tập trung của đội tuyển quốc gia đợt này không dài, nhưng những gì Văn Lâm thể hiện cũng tạo ra sự tin cậy nhất định dành cho đồng đội. Một gương mặt mới khác cũng tạo ra điểm nhấn trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Afghanistan chính là trung vệ Ariano Smith. Chính anh là người kiến tạo để Tuấn Hải mở điểm cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên theo quan điểm của huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, Ariano Smith vẫn cần thêm thời gian để chứng minh bản thân với thầy Park. Trung vệ Ariano Smith dù là cầu thủ mới nhưng không hề để xảy ra những sai lầm. Đội bạn cũng rất cần bàn thắng đấy nhưng họ không thể vượt qua hàng thủ của tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy trình độ khá tốt của Ariano Smith. Nhưng để Ariano Smith được ông Park trao cơ hội đá chính ở tuyển Việt Nam thì cần thêm nhiều buổi tập nữa để xem cầu thủ này có đáp ứng được yêu cầu hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.